Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng thân thương đã quay trở lại với nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, em Phúc có mặt tại phường An Phú Đông, quận 12 để giới thiệu tới quý anh chị cô chú một lô đất sổ hồng riêng. Lô đất có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 26m. Lô đất có hướng chánh đông, phù hợp với những người mệnh đông tứ trạch. Tổng diện tích của lô đất là 105m và đất ở là 76m. Vị trí lô đất cách quốc lộ 1A 200m, cách Gò Vấp 3 km, cách sân bay 4 km và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 370 triệu. Với một lô đất có chiều sâu dài và view một con sông rất là mát mẻ, rất là thích hợp cho quý anh chị xây một căn nhà để ở và nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Trong bán kính 500m chúng ta có chợ Vườn Lài, Đại học Nguyễn Tất Thành, siêu thị Bách Hóa Xanh thì rất là đầy đủ. Và từ vị trí lô đất này chúng ta chạy 200m là ghê tới quốc lộ 1A. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Đường trước lô đất có chiều ngang là 6m, xe ô tô, xe tải vào thoải mái. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất ra tới quốc lộ 1A. Hiện tại thì ở quận 12, những lô đất có đường to và mặt sông mát mẻ bây giờ ở rất là hiếm, hoặc nếu còn thì giá rất là cao. Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta nằm ở phường An Phú Đông, có diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vô là 26m, tổng diện tích là 106m và đất thổ cư chúng ta lên tới 76 mét vuông và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 370 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nó sẽ bớt lọc cho quý anh chị. Video review lô đất An Phú Đông của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Quý anh chị muốn mua bán nhà hoặc ký gửi thì cũng cứ điện thoại cho Phúc hay số điện thoại có màn hình nha. Xin cảm ơn.